Vô. Như mọi người thấy, chúng ta đang có Alakino ở đây. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là review account của một bạn viewer. Bạn này là bạn của đây là bạn, một trong các bạn của Yomiya ha. Và do Yomiya muốn tôi review cái account này. Ok. Nhưng mà chắc chắn là trước khi làm video thì như thường lệ mọi người, nếu thích content kiểu này thì mọi người cho tôi một like, một subscribe và ấn vào nút chuông nhé. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Ok, thì một xíu phỏng vấn về cái account này. Thì là bạn viewer, bạn này đã đánh được 36 sao từ 2.7 rồi. Ok, đầu 84 mà đánh từ 2.7 thì cũng hợp lý ha. Tôi đầu 86 thì 3.0 thì cũng hợp lý. Và bạn ấy đã chơi game được 3 năm rồi. Ok, đầu 84 thì cũng hợp lý. Rồi, cái thứ hai là chúng ta kiểm tra vũ khí 5 sao và chúng ta thấy một cây nè, hai cây nè, ba cây nè, donut nè. 4 cây nè. 5 cây nè. R2 hòa phát viên này. 6 cây nè. Đó, 6 cây vũ khí 5 sao limited nha, cũng khá là nhiều đấy. Nhưng mà nếu mà xét về free to play khá là lâu như vậy thì lấy được nhiêu đó cũng hợp lý. Chỉ có một điều là cũng khá là nhiều nhân vật 5 sao nữa. Có vẻ như là một là cái này là một cái ạc cực kỳ hên. Hai là đây là một cái ạc không lim. Nhưng mà chúng ta chưa biết được. Giờ mà. Cho nên tạm kết luận là cái ạc này cực hên đi. Cứ tạm kết luận trước là cái ạc này cực hên đi. Ok. Bắt đầu là review nhân vật nha. Review nhân vật trước. Giờ bạn ấy build cho tới tận con sen linh lận, cho nên là yeah. Build tới tận sen linh lận, cho nên là ok. Test đầu tiên là Alakino này. Có cái cây hòa phát viên R2, thánh di vật là đúng set. Cái C0 10 10 10, ok, hợp lý. Ồ, chỉ số cũng tốt phết này, hợp lý ha. Thì ra bạn ấy muốn tranh ngôi vua phòng ngự của tôi sao? Thì ra bạn này muốn tranh ngôi vua phòng ngự của tôi sao? À, cái này cũng có phòng ngự này. Đồ chưa tốt lắm nhỉ. Đồ tôi thấy chưa tốt lắm nè. Ủa từ từ sao? Sao cái này 5-19 trong khi cái này nó là 10-14 mà không xài. Hễ. Đồng hồ nó cũng chưa tốt cho lắm ha. À, sao nhiều tên thông. Đồng hồ chưa tốt cho lắm luôn. Đồng hồ nó cũng chưa tốt cho lắm này. Nón, ồ nón thì lại tốt. Nón thì lại tốt, hợp lý ha. Nón thì lại được rồi này. U vãi. Hả à, nó jump scare. Hả. Eww. Gì đây. Vãi lều. Ok. Rồi, official tuyệt huyền được, official tuyệt huyền được. 4 set này cũng được luôn. C6 7 13. Ok, hợp lý. Rồi. 58 thì hơi thiếu nạ, hơi thiếu tỷ lệ một xíu nhưng mà không sao. Ok, không sao. Rồi. Để coi. Ổn, ổn định này. Này ổn ha. Này hơi tệ nhỉ. À, ok. Cái này ổn. Ok nhá, ok. Cũng được. Ok, cái này thì mạnh, ha. Cái này cũng được. Nó low roll 2 lần vô cái sát thương bạo luôn ấy chứ. Hơi tiếc. Pin roll, hơi buồn ha. Ok, còn Chevru thì chúng ta chỉ cần coi là có đủ nạp với lại đủ HP hay không là được rồi ha. Ok, và nó đủ là được. Vũ khí thì ok, đối thoại thì hợp lý. Ok, rồi Tây Phong. Nó Tây Phong chỉ số này thì cũng được đó chứ. Nhưng mà Beidou cũng có khá cũng có một xíu đam ha. Cho nên nếu mà phải chơi thì mình lại khuyên là Beidou có thể chơi cỡ kiểu như là Akumaru được. Beidou có thể chơi Akumaru được nếu mà chơi tốt, nhưng mà Tây Phong cũng được, không sao. Rồi, chỉ số thì đang ổn rồi đấy. Giờ coi độ này như thế nào này. Ok, cũng được, nhưng mà nãy giờ tôi thấy phòng ngự hơi nhiều nha. Phòng ngự hơi nhiều ấy.
À, bạn này tính tính tranh vua phòng ngự với tôi là sao phòng ngự nhiều ấy. À, tính ra là cái này nó cũng gần ngang CV mà có thêm 5 ngạp nữa thì tôi thấy nó lại tốt hơn cái hiện tại đang sử dụng ha. Cái này so với cái này thì nó giảm khá sát thương bạo này, nhưng mà bù lại thì nó có nhiều cái hiệu quả nạp hơn, nó tăng đam, cái này cũng hay được ha. Cái lông thì cũng được, nó tốt đi. Ok, nãy giờ tôi chưa thấy một cái đồ nào mà nó wow quá trừ cái ly qua là Kino ha. Ừ, cái này tấn công thì cũng được, tạm được đi ha. Tạm được. Ok, cái này tấn công thì không được lắm này. Có cái sát thương nguyên tố lôi nào khác không? Chứ cái này tấn công thì tôi thấy không ổn lắm ha. Nhưng mà nếu mà con này chỉ để cấp lôi thôi thì thôi, ok, cũng không có vấn đề gì lắm. Cái nón thì được thôi, ok. Ổn đi. Rồi. À, con cưng của tôi này. À, tại sao tên là Candace? Candace là sao ấy? Sao con cưng của tôi tên là Candace ấy? Hả? Vũ khí thì đúng rồi này, nhưng mà chưa trên 2000 thì hơi chê nha. Chưa trên 2000. Ú, đồ. Chỉ số nhìn ngon nghẻ nha, chỉ số nhìn cũng ngon nghẻ đấy. Ok. Chê. Đang tính nói chỉ số ngon vậy sao cái nhìn xét chê nha. Gì đây? Hả? Cái hoa này không cho nó, ít nhất không cho nó qua cái này được à? Đổi qua cái này được không? Hả, gì đây? Đó, ít nhất cũng vậy đi. Ừ, cũng được mà, tự nhiên tinh thông làm gì cho con môi trề. Môi trề tinh thông làm gì á? Ít nhất nó cũng sát thương đánh thường gì nó cũng được mà. Quay. Ừ, cái này, nếu mà dùng cái này thì cái này được này, cái kia thì chưa được lắm á. Ok, cái này đồ này hợp lý này. Vãi. Tính tranh cái chức năng chức danh vua phòng ngự của tôi thật nè. Cái này tạm được này. Ok, cái này cũng tạm được luôn. Ok, được. Tạm được ha. Này, cái này hơi tệ, cái này cũng hơi tệ đấy, có thể tệ thiệt. À, bro tính tranh chức năng. Bro tính tranh vua phòng ngự với tôi thiệt à. What? À, thì ra là đây là vua phòng ngự à. Ok nhá. Vua phòng ngự rồi, ok. Tiêu đề video này sẽ là thì ra đây mới là vua phòng ngự. Ok. Tignari 77, 182, 411 tinh thông, 116 này được này, ok nhá. Ngôi sao cực đông mạnh, được. Ok, hợp lý. Xe 2. Hả? Hả? Ê, sao nãy giờ đang tính khen xong cái tự nhiên nó... Gì đây? Hả? The hell? What the hell? Bộ 4 đâu? Why? À. Ê, gì vậy trời? Không mấy cầm với Furina thì mình cầm bộ 4 này cũng được, bộ 4 thợ săn cũng được mà. Nếu mà cầm với Furina chứ cái gì trời. What the hell is this? Why? Sao? Cái này mạnh. Cái này cũng mạnh luôn, nhưng mà đối với cái trấn nha, nếu mà không có trấn thì cái này cũng bình thường thôi. Cái này yếu nha, cái này yếu xìu luôn. Tại sao lại xài cái này? Không có một cái ly thảo. Không có một cái ly thảo nào khác à. Không có một cái ly thảo nào khác à. Lấy gì ba cái ly thảo của. Ờ, có cái này mà sao không lấy cái này? Mày cứ sao có cái này không lấy cái này, lấy cái quỷ gì đây? Cái này tôi dục luôn đó chứ. What the. Sao con kia? Ủa tại sao con kia ra nó cầm cái ly nó còn ngon hơn con tích nào đi là sao? Hả? What the hell? Hả? Ok, cái này thì ngon này. What the hell? Đau mắt quá. Qua đi mà không được thì tôi dục luôn nhá. Được này, ok, đúng set rồi.
đúng set rồi, đúng set rồi. Ok, tạm đi, cho là tạm thời. Mà nó tệ quá vậy, không mấy tôi. À không mấy. Dùng cái này á, chắc chắn tôi dùng cái này á, giờ có cản tôi có kêu là tôi không bao giờ Yomiya có cản tôi cũng không có giữ cái này đâu nhá. Ê HB kìa. HB kìa, tính ra tôi đang thất vọng vì nó HB, cái tôi vừa mới nhớ ra cái này farm cho Mulani. Từ khoan, được. Bốn vòng con hết này. Được. Ok nhé. Vãi là nó còn ngon hơn cái này nữa kìa. À, đúng nghĩa cứu mặt luôn ấy chứ, vãi lèo đi. Ờ cái này cũng mù á. cái này cũng mù thôi, xài tạm này đi, xài tạm này đi. hết cú. Ok cái này à, cái này ổn nhưng mà nó offset. Cái này thì nó ổn á nhưng mà nó offset á. Quay. Mà sao có đồ, cái tính ra đồ của con Kinect nó ngon vậy á mà không có Kinect. Vãi lèo luôn. Cái quỷ này là cộng 20 à. What the hell? Cái này là cộng 20 à. Hả? Từ mình không cầm trứng, từ từ khoan, chúng ta không cầm trứng thì nó không cầm được HP. Ok. À nâng thử cái này đi, cái này nó cũng có được ha. Chịu á. Hết cứu. Ok, coi tiếp nè mọi người. Ít chứ hồi nãy cải thiện được cái tỷ lệ bạo cho con Mulani với cái HP cho con Mulani rồi nhé. Ok, con này build sao? Tây Phong. Mấy con nào mà thấy không quan trọng với lại xét không đúng thì tôi bỏ luôn nhé. À Ito không trấn thì hơi yếu nha. Ito không trấn thì hơi yếu nè, nhưng mà defend thì ngon nha. Defend ngon này. Cũng được, bốn vòng ngon hết này. Hơi tệ nha. Hơi tệ ha. Ok nhưng mà cũng không sao lắm. Này phải xét này không cho có thì sao nó lại nhìn tệ vậy. Ừ, hơi tệ á. Ông này tôi nghi là farm đồ cho có quá ta, cái đồ của ông nãy giờ toàn trừ Alekino có cái liên siêu mạnh ra, nãy giờ tôi thấy đồ tạm không mà. Thằng là đồ mù mắt không à. Còn Chio Raveler. Kazuha 2 thì lại được nè, ok. Kazuha 2 là tạm ổn này, nạp đủ không? Nạp 131 thì thiếu á. Nạp 131 thì hơi thiếu. Để coi đồ coi. Này thì nó nhiều cái gì quá, nhiều khuyết quá. Không mấy mình lấy cái này nè. Từ không mấy mình lấy cái này ngon hơn này. Ừ, cái này ngon hơn này. Ừ, hợp lý á. Để lấy cái kia ngon hơn. Rồi cái này có cái tinh thông nguyên tố thì quả nạp được không? Chỉ cần tinh thông nguyên tố thì quả nạp thôi chứ không có cần. Cái này là nhiều nhì cạp rồi đó. Ít cứu luôn. Ok, dùng ít nhất cải thiện xíu nạp đi. Rồi, 900 là được rồi. Ha. Xiao này. Rồi chi vậy hả? Rồi chi vậy? Rồi. Rồi tinh luyện cái cây thương bạch, cái tinh luyện cây hòa phát viên chi rồi, xong rồi cái con Xiao nó phải cầm bạch anh vậy? Hả? Why? Why? Cạc gì đấy? What the hell? What the hell is this? Ủa sao con Sim Xiao này nó lại cầm set chuẩn nhà Sim Xiao à? tốt phết, chỉ số tốt phết này. Chỉ số tốt phết này. Mạnh này ok, mạnh thiên này ok chứ. Mạnh luôn này. Ủa mạnh phết. Ok cái này Ronaldo tốt này, cái này được.
cái này tạm ổn đi ha. Ok, con CL này nó lại được hơn này. Có vẻ như con CL với lại con Alekino nó là hai con chính của cái hạt này á. Thân hạt thì tấn công 3000, cầm tay phong nạp 195 được rồi, ok, set. Tôi chịu á. Ok, bạn Nham thì nó sẽ dư tỷ lệ. Gì đấy trời? Hả? Cái hạt này nó mù quá, rồi sao con set, con Koyaka nó cầm cái gì đấy? Tôi review bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này bao giờ. Này thì tỷ lệ vẫn bị cao quá. Cái này bị tỷ lệ vẫn cao quá này. Khó nha. Ayaka này nó cũng hơi kỳ kỳ á. Ayaka nó cũng hơi kỳ kỳ á. Nè, kệ đi. Mở lên. Sino thì lại trấn. Nếu phân phát thì cây này nó cũng là một trong những cây cực kỳ tốt cho Alekino ấy. Trấn mà mới 70 vừa sát à. Trấn mà mới 70 vừa sát thì lại hơi thấp nha. Mà 350 tinh thông với 128 nạp thì lại ổn. Ok, ổn rồi đó. Phải cướp. Cái này cái tốt nhất rồi hả? Cái này thì mạnh này. Nhưng mà... Cái này tạm bỡ luôn. Ủa cái này không lấy. Why? Sao lấy cái này? Why? Cái này mạnh điên rồi không lấy. Tại sao lấy cái này? 110 tinh thông mà. 111 nạp mấy đứa kia gánh nạp giùm cũng được mà, tay phong các thứ cũng được mà. Đúng rồi, 100 tỷ lệ luôn. Một con CL mạnh là con CL không hụt crit. Một con Sino mạnh là một con Sino không hụt crit. Chứ cái này mù mắt quá. Chịu. Raiden thì chấn rồi, Raiden chấn. C1 rồi. Ok, cũng được. Ok, cũng được. Nahida C2 luôn à. Nahida C2 à. Cũng Ito C1 á, nãy giờ quên check cung mệnh thiệt. Tới tiết Nari quên check cung mệnh. Cũng ghê á, rồi. Raiden sao? Raiden thì cũng ổn nha. Cái Raiden thì tạm được. Mạnh à, ok. Cũng được. Được. Mạnh. Ok, mạnh luôn. Ok, Raiden này thì được. Ok, có vẻ như build nữ tốt hơn build nam. Build nữ với nam lùng á. Build nữ với nam lùng tốt hơn build ấy. Rồi không mấy. Ok, tóc tắc ba pháp cũng được đi. Cho là cũng được đi. Ít ra là nó 800 tinh thông thì cũng hợp lý. Nói chung con này là con build tinh thông rồi ha. Mấy con này có vẻ build tinh thông nhiều. Được kiểu gì được như crit thì crit ấy. Cơ bản Nahida có thể là gọi là không cần investment cao cho nên là cơ bản là có gì xài đó rồi cho nên là thôi cũng được. Cái này tinh thông thì hơi kỳ á. Ê, tính ra là con Nahida cho dù chúng ta cầm cái nón này nè. Chúng ta cầm cái nón quỷ này nó còn mạnh hơn cái nón tinh thông á. Nè đó. 741 mà 692 thì cũng ngon hơn á chứ. Ngon hơn ấy. Giảm có 60 tinh thông thôi nhưng mà tăng một đống crit rate luôn vậy ngon hơn á chứ. Yeah. Ok, vậy là tôi thấy ổn hơn á. Rồi xong đổi thành cái này giảm một xíu tinh thông nữa cho nó trở thành 52-120 này ngon đó. Đó cái này ngon. Rồi. Lông thì không có gì, đồng hồ cũng không có gì đó. Còn Nahida này đảm bảo lát nữa tăng hạng luôn á. Cả Furina thì sao? Furina ống đồng C2 Furina luôn à. Ok nhá. Đầu tư phết. Vậy tính ra cái ạc này khá là nhiều nhân vật 5 sao limited đấy. Một là hên, hai là hơi xú á.
một là rất hên, không lệch cái nào, hai là hơi xuống. Không biết trường hợp nào ha. Ok, rồi. Ok, ổn, ổn, ổn. Chỉ số được. Mạnh này, mạnh, mạnh, mạnh. Mạnh luôn này. Ê, đồ, đồ Furina lại mạnh nha, Rivalu tốt phết ấy. Rivalu tốt phết. Ừ, Rivalu đồ Furina này tốt điên ấy. Ồ, oh, ừ, mạnh, 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 mạnh. Đồ mạnh, đồ mạnh phết ấy. Đồ ngon điên nha. À, xét thu nguyên tố thủy mà nó còn còn được 33.000 HP là ngon ấy. Ok. Ok. Rồi. Dược thủy. Ok. Yelan cũng mạnh này. Ê sao tự nhiên ba đứa này nó tự bốn đứa này nó tự nhiên mạnh điên vậy? Ờ à, mà sao? Ờ à, từ từ, vừa mới để ý bạn 22.000 HP. Ít vậy? Từ khoan gì á, sao có 22.000 HP vậy? Ok cũng được. Từ từ có cái nào. Có cái nào ổn ổn hơn không? Không có HP cái này nè. Cái này không có HP này, chứ là cái này cũng thả lại cái này. Con này không cần nhiều đạp tới mức đó đâu. Ừ. Ừ lấy cái này đi. Rồi. Để tấn công nhiều thì bỏ này. Cái này cũng được, cái này cũng được ha. Đổi thành cái này đâu. Ồ, oh, cái này ngon hơn, này ngon hơn. Ok. Ừ, đồng hồ nạp. Nếu mà đồng hồ HP thì nó giảm bao nhiêu ta? Mới sao không xài đồng hồ HP này? Ủa là sao xài cái 25 CV, cái xong cái không chịu xài cái 30 mấy CV mà còn 9,9 HP là sao? Tôi cái ạc này nó làm tôi đau đầu rồi nha. Hả? Ủa gì vậy? À từ từ cái này tinh thông mà. Ủa hồi nãy tôi nhìn lộn cái nạp là sao ta? Ở ba cách từ từ tôi nhìn lộn. Mà từ từ cái nạp duy nhất thiệt á, cái nạp. Ừ cái tôi nhìn lộn sai. cái này nhìn lộn. À nãy giờ cái ạc này nó nguyền quá là tôi nhìn lộn, tôi trong gạp phá cút luôn rồi. Thôi tôi nghỉ stream rồi. chắc nghỉ stream được rồi. Tôi trong gạp phá cút bả rồi kìa. À nhìn sao thành cái này thì quá nạp luôn chứ. Phải lẹo thiệt. À cái nón làm sao? Ừ thì nhiều hiệu quả nạp á, nhưng mà giờ đang thiếu HP không mấy. Ờ à, mấy cái này cũng được nè. Cầm trấn rồi thì cái này được đó nha. Cầm trấn thì cái HP vậy được nha. Từ từ để coi thử. Ok để coi. Ờ à, nếu mà cầm trấn rồi thì ok được này, đó. HP lên 29.000 này nó đỡ hơn nhiều luôn á, vãi thiệt. Ok Kokumi thì coi HP với lại nạp được rồi ha. Ok nạp được. Rồi. Hu Tao là sao? Hu Tao trấn thì biết rồi. C0 10 Từ con Kokumi này mà có cung mệnh mới hài nè. Ok không có. Rồi. Cái này lại thấp này. Ủa? 72 tinh thông cũng thấp luôn. 37.000 HP thì lại nhiều. Ủa là sao ta? Nói chung là yêu đó. À, tôi đang hơi hả? Ê, cái này Rivalu tốt quá, này lấy cái này đi. Lấy cái này hơn được có bao nhiêu Rivalu quét đâu. Cái này lên được này là 35 CV. Cái này nó giảm một đống CV thì đúng, nhưng mà Rivalu thôi kệ cái này cũng được, nhưng mà xài nhiều hiệu quả nạp vậy. Đang cần tinh thông á, cái này chúng ta đang cần tinh thông á, tinh thông. Mà tới đây nhiều HP vậy rồi thì hả? Ủa sao onset xài vậy rồi cái ê từ từ, what the hell bro. Tôi đang cảm thấy phản cảm nha. Tôi đang phản cảm á. Cái này không nói rồi, nhưng mà tôi đang bị quậu rồi đó, phải hơi quậu á. Cái này được nè, cái này offset này, xong quăng cái này cho cái nào onset, 1 trong 4 cái onset này đi. Nó tự nhiên bỏ cái này thay đồ qua thay đồ lại rồi nè, cá luôn. Ờ, cái nào còn hơn ta, cái nào cũng như dâu à. Để từ đổi xong thay xem đồ nữa. 27.301 tinh thông, 66.233 ở cũng được này, cũng được
Thì ra đây là lý do nó nhiều HP à. Cuối cùng chúng ta đã hiểu. I see now, That's why it have HP. I see. Vãi lên. 301 thì cũng được rồi ha, thay thành cái này thử. Thay bằng cái này được, hợp lý này, thay bằng cái này hợp lý này. Để coi lại nhé. 67, 239, 118, ổn hơn nhiều này. 226 tinh thông, 29.000 HP, ổn hơn nhiều này. Được, ok, rồi. C6 chưa? C6 rồi thì ok, rồi hợp lý, không có gì để nói. Xong. Cookie 4 Thiên Nham à. Cookie mà đã chơi Nasinku thì không khuyến khích là chơi Thiên Nham ha. Hả? Ủa gì nữa đây? Tôi biết nó thiếu set rồi đó, nhưng mà tới mức này luôn á hả? Từ hồi nãy yêu cầu chuẩn bị Ronevidex thì ok đi, nhưng mà mấy con nhân vật còn lại đã ổn đâu. Rễ con sa mạc truyền tài nhau bài đồng dao. Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đông đầy trên cao nguyên đá, là ngày hoàng đế trở về nhà. Coi tôi chỉ coi nạp thôi nhá, nạp không đủ thì ok, nạp được mà xe máy. Ok. C6, ok, rồi. Được. Nó sang linh thì lại ổn này. Cái ạc này tôi làm tôi bất ngờ nhiều pha vãi liều. Có con thì build nó mạnh, có con thì nó build như cứ tôi không. Nó thẳng luôn như đó, cái này nó mạnh đi được. Nhiều khi tôi không biết rồi đây. Nhiều khi tôi không biết là tôi đang nhìn cái gì luôn. Cái này mạnh điên này đó. Đó, top 4% tích Dari, top 7% top 7% Hu Tao, top 8% Nahida nè, top mà từ Zeylan nó bị rớt. Zeylan nó bị rớt chủ yếu là do chúng ta chưa có đủ crit rate thôi. Zeylan chủ yếu là do chúng ta chưa đủ crit rate, nhưng mà với cái đống HP với cái thứ đó thì chúng ta phải chỉnh như vậy thôi ha. Tôi chịu. Chứ build của con Zeylan này từ đầu đã không ổn rồi. Thôi tăng giờ, nhưng mà cách vận hành của con Zeylan này giờ nó sẽ ổn hơn hẳn ấy. Ok. Mà xin chiêu rất hạn à. Xin chiêu vậy mà rất hạn à. Nhưng mà cách vận hành tôi nghĩ nó sẽ ổn hơn ấy. Kệ đi. Này giữ được này, ok. Này giữ được Canary luôn này, ok. Ok. Thì nói chung là nãy tôi quên bật đồ lên. Tôi quên bật video lên, nhưng mà nói chung là không có đồ ha mọi người. Nói chung vẫn không có đồ đâu. Nhưng mà ok. Nói chung là cái ặc này tôi cũng đã chỉnh rồi á. Và nó nói chung nó cũng ở một cái trạng thái tốt hơn cái trạng thái cũ hồi nãy rồi đó. Cho nên là tôi nghĩ chắc nó cũng không sao đâu ha. Ok, cảm ơn mọi người vì đã coi video. Nếu mà mọi người thích cái video lần này thì mọi người hãy cho tôi một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ tôi làm những content như thế này nữa ha. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau. Và hãy nhớ ủng hộ WeBoGame ở dưới phần mô tả của video nhé. Bye bye.